các bạn, trong video ngày hôm nay mình chia sẻ các bạn cách làm dầu cá hay là mỡ cá chấm nhá, rán lên để mình dùng và công dụng của mỡ rất chi là tốt đối với sức khỏe của con người. Và bây giờ mình mời các bạn cùng vào bếp với mình. Đây các bạn, để làm dầu cá mỡ cá nhé, thì trước tiên các bạn là xin phần mỡ này, mình sẽ cho muối vào để mình làm sạch cái nhé. Mình làm sạch cái phần mỡ. Mình sẽ tách bỏ cái phần ruột và cái phần gan cá đi luôn các bạn nhé. Phần ruột này mình chỉ lấy cái phần mỡ thôi, cái phần gan của nó mình cũng bỏ đi. Khi trong cái mỡ cá chấm này các bạn ạ, nó rất là nhiều chất dinh dưỡng các bạn nhé, nó là nguồn cung cấp omega 3 rất là tốt các bạn ạ. Khi mà chúng ta mua cá ấy, thì cái phần mỡ cá này thường nhiều người không lấy ấy, nhưng mà mỡ này nó cung cấp nhiều omega 3 ấy, nên là rất tốt cho cơ thể các bạn ạ, và vi chất cần thiết khác nhé. Đối với trẻ nhỏ thì dầu cá này ấy, các bạn có thể như các con ăn dặm thì chúng ta có thể nấu vào với bột cho các con ấy, cũng rất là tốt nhé. Nên là đừng loại bỏ nó mà chúng ta lấy về và mình chỉ cần làm sạch, tách bỏ cái phần ruột của nó đi thôi là chúng ta có dầu. Kể cả các bạn nấu những món ăn ấy, nhiều lúc chúng ta cũng có thể dùng cái dầu cá này cũng rất là tốt. Khi mà bạn mua, nhất là những người già ấy, hay bị mắt kém ấy, thì hay mua viên dầu cá để ăn ấy, thì nó cũng chiết xuất từ mỡ cá này mà ra thôi ạ. Đồng thời, mỡ cá này có tác dụng hạn chế việc hình thành cholesterol xấu các bạn ạ, ngăn ngừa các chứng bệnh như chứng nhãn mạch máu nhé, đột quỵ, tăng cường khả năng ghi nhớ của não các bạn ạ, giúp tinh thần được thư thái hơn, thoải mái hơn nhé. Thì cá chấm thì có hai loại, là một là cá chấm đen và cá chấm trắng. Thì trong cá chấm đen ấy thì nó sẽ có các chất dinh dưỡng thì cũng tốt hơn là cá chấm trắng. Nhưng mà cá chấm đen ấy thì chúng ta mua ở trên chợ hoặc là thị trường thì nó ít có bán hơn là cá chấm trắng các bạn ạ. Chủ yếu là họ bán cái loại cá trắng, chấm trắng là chủ yếu nhé. Vì cá chấm đen ấy nuôi vừa lâu lớn hơn mà lại giá cả đắt, nó gấp đôi cá chấm trắng này, cho nên là nhiều lúc ấy họ cũng không bán nhiều ấy ạ. Bây giờ mình sẽ bỏ hết cái phần ruột này ra rồi, mình sẽ đi rửa lại đây nhé. Cái phần ruột này các bạn có thể để mình nấu, nếu mà chăn nuôi ấy, thì các bạn có thể cho gia súc, gia cầm ăn nhé. Mà nhiều người ấy, thì cũng thích ăn ruột thì cũng có thể làm sạch phần ruột cá chấm này để ăn cũng được ạ. Trong khi mỡ thì thường hay bám vào cái thành ruột cá này ạ, nên là mình phải loại bỏ hết được cái ruột này đi. Rồi khi mình loại bỏ được hết cái ruột này nhé, bây giờ mình sẽ đem đi mình rửa cái phần mỡ này đi ạ. Đây các bạn, cái phần mỡ cá nhé, mình sẽ rửa đi rửa lại đi để cho nó sạch và nó ráo nước nhé. Sau đó thì mình sẽ rán lên. Để cho cái phần mỡ mình để lâu không bị hôi ấy, thì các bạn sẽ cho mình cái hành thơm nhé. Đấy, mình có thể chỉ cần đập dập như thế này thôi. Các bạn cho mình cái chảo lên bếp ạ, và mình sẽ cho cái phần là mỡ cá vào nhé. Mình không rán với lửa to các bạn nhé,
À, các bạn ạ, khi cá chấm ấy thì nó có rất nhiều giá trị dinh dưỡng như mình đã nói trên rồi, và theo y học nhất là đông y thì đã nói cá chấm á bổ tỳ vị các bạn ạ, khí huyết nhá, thích hợp với các chứng tỳ vị hư hàn và biếng ăn nhé, gây nhiều gầy yếu mệt mỏi ấy, khi mà cơ thể của chúng ta bị như vậy ạ và đuối sức, chúng ta có thể tẩm bổ bằng cá chấm rất là tốt với lửa nhỏ vừa thôi để cho cái phần dầu cá này nó ra và cái không bị cháy nhé, nó vàng lên là được ạ. Và bây giờ các bạn sẽ cho mình vào đây một ít hành thơm để khi mình lấy cái dầu cá này ấy, mình để lâu nó cũng vẫn thơm nhé, và vài hạt muối nữa ạ. Lửa nhỏ thôi, đến khi nào cái phần dầu cá này nó vàng lên thì mình sẽ chắt bỏ hết cái phần bã đi, mình chỉ lấy cái phần nước mỡ cá này thôi nhé. Đấy, giá trị dinh dưỡng của mỡ cá hay gọi là dầu cá này rất là tốt với cơ thể của con người, nên là mình mới chia sẻ cho các bạn để các bạn có thể khi mình mua cá mình có thể giữ lại cái phần mỡ này để mình nấu lên nhé, và để chúng ta có thể nấu các món ăn hoặc là với các con khi đang ăn dặm thì chúng ta có thể dùng để quấy bột cho các con ăn ạ. Đây các bạn, khi mình rán mỡ cá này thì mình nên rán lửa vừa và nhỏ nhé, thì cái mỡ cá này nó không bị cháy, thì khi mỡ lên nên nó sẽ trong nhé. Và cái hành này các bạn cho vào để cho nó có mùi thơm nhé, thì cần cái hành này nó thơm thơm lên thì các bạn để lâu cái mỡ cũng không bị hỏng nhé. Với người già thường hay thì ăn dầu cá thì cái cá này cũng rất là tốt, khi cái mỡ cá này các bạn có thể nấu lên, và cái dầu cá thì nó còn tanh hơn rất là nhiều mỡ cá này. Khi mỡ cá mình đã cho hành như thế này thì nó rất là thơm nhé, như thế này là được rồi, gần mỡ cá đã ra hết và hành đã rất là thơm bốc hơi cái mùi lên nhé ạ. Và bây giờ mình sẽ chắt ra để mình lấy cái phần mỡ thôi. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái bát, và đây mình sẽ dùng một cái dây vợt để mình sẽ loại bỏ cái phần mỡ ra nhé, cái phần bã này ra. Đây các bạn, cái phần bã của tóp mỡ cá và hành này mình sẽ đổ đi nhé, mình được cái phần mỡ trong này ạ. Như vậy là mình đã chia sẻ các bạn cách làm dầu cá hay là mỡ cá mà chúng ta dùng rất là tốt, và giá trị dinh dưỡng của nó mình đã nói ở trên. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.